Lời đầu tiên, Thu Trang xin gửi đến lời chào trân trọng và thân thương nhất. Lời nói thứ hai, Thu Trang xin gửi đến bài hát. Thôi đi về mang cái đi về. Ngay mượn bà hát mà lời dạ. Nói thứ hai. Dạ, không, em xin tại lỗi vì bây giờ mình hát quen, mình không có làm MC quen, bạn hiểu không? Ồ, chính xác. Diễm Nhi là một diễn viên trẻ mà sau này mà rất là phát triển về nhiều cái loại hình nghệ thuật. À, dạ. Đã từng làm diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch, thậm chí chuyển qua hát nữa. À. Bữa nay mới chấm hát nè. Ồ. Nhi, hôm mấy giờ hát tặng mọi người một đoạn đi Nhi, một bài nào đó mà bài hit của em đó Nhi. Em có nhiều bài hit lắm. Thì em hit đi rồi em hát. Thôi, em hát cái bài mà em thích của chị Bích Phương được không? Được em. Nghe nè, tất cả mọi người hãy lắng nghe. Đánh giá về chuyên môn giọng hát sau đó. Có nhạc không ta, có nhạc không? Không, nhạc nó dư lắm, giọng em là đủ rồi. Ôi. Em nhìn bên đó không? Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói lời, không yêu hay thương, không yêu là yêu hay không yêu, không yêu không yêu là thôi. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Cảm ơn mọi người. Cái gì? Mới hát được có một xíu à mà mọi không. Người sung quá. Mọi người la lên chị để cho chị đừng có hát nữa. Mà em cảm giác giọng bạn này rất giống chị, giọng chị Thu Trang nha. Không, mấy giờ mời Trang lên song ca đi. Cái thằng tí nhị thiệt thật. Xong, em song ca với em Điệp được không Trang? Ok. Thế cho mấy mi đó cho nó giống ca sĩ. Ok, cảm ơn anh. À, anh Nghĩa, anh em đứng bên này anh nhắc thoại em cái nha. Bài tủ nhưng mà không thuộc lắm. Hát trước nè. Ai hát trước? Em hát trước ha. Rồi. Dạ. Phần là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cần nhà neo đơn, bày em chưa lớn, chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em, nhớ người lòng cầu mong em đậu bên cho em một bông thuyền. Lứa đôi tình duyên giờ chưa lưu luyến, sao người ta đến em khóc sao bao lời khuyên. Cảm ơn em. Trời ơi, chưa có gì đâu. Như hai mình chị em ruột thì mình phải tự tin thôi. Như hai chị em ruột. Em ở Rạch Giá hả? Dạ. Bà này kế bên Rạch Sỏi. Em đem đi chân khó khăn, mong trên đôi bờ đường đi. Em nghiêng nghiêng nón lá, nhìn dọc đường qua nhịp cầu tre. Cháu lên bà, cháu vừa mau da, cô tôi da thì con ngốc nhà. Con ngốc nhà là mày trong cây cây, không giờ nhà máy là mày vui cây cây. La 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 la. Có ai có nước biển không em? Em đờ chị hát rồi. Chị lấy tông gì nè? Tông đơ đó em. Rồi dạ rồi. Rồi. Tăng 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 cô có thể nhảy chung với tụi con được không? Nhảy gì nữa con? Chị Trang à? Nhảy hip hop. Hả? Rồi bây giờ mình nhảy chung một bài hip hop với lại Hiên Phước nha. Âm nhạc bắt đầu. Nhi hát hay thì chắc chỉ mới có mẹ cổ biết thôi. Yeah, hát hay nhảy đẹp anh chưa thấy, chưa có tình. Nó hát hay khủng khiếp mà hát hay làm sao.
Cô sẽ hát cho con nghe bài Chị đi tìm em. Cô sẽ vào thẳng điệp khúc cho con thấy sự nức nở. Người mà phải nói là dũng cảm nhất luôn đó. Thần ơi, tôi là chú lái đò. Còn em? Cô ơi, em của cô nè. Rồi ba bốn hôm đi. Tỉnh luôn thiệt á. Nghe cái giọng của chị đẹp với chị luôn á chị. Âm thanh mà bạn số 7 phát ra là loại tần số âm thanh rất gần với sóng âm được phát ra từ tiếng hát của Thu Trang. Thành ra tôi nghĩ đầu là tần số này, quý vị khán giả xét Thu Trang vô lớp nào thì tôi nghĩ anh ta thuộc lớp đó. Vậy là em nghĩ nếu mà bạn này hát không hay là em nghĩ hay là cũng đúng. Tại vì em lúc nào cũng nghĩ em hát hay à. Cái mặt của chị là sao bình? Như hạt. Cái mặt chị là không có tính được hát hay hát dở. Em phải biết hát hay hát dở chứ. Tại vì tại nhìn mặt thì biết luôn. Mà cái mặt chị là mặt không hát được luôn. Sai rồi, em sai rồi, chị hát rồi. Ủa vậy hả? Đây. Em đi lấy chồng dở rồi. Về nơi xứ xa đêm ru lật lên lật lên à, đó. Chứ chim tìm thấy đời đó anh khóc mưa trong lòng giông tố rất vui sao suốt nơi buồn dù là xa hơn nơi đầu anh đang tìm thấy xa dù thật xa nhớ cô gặp trời ơi để tôi ca mà tôi thua bà rồi. Bà này mẹ biết nó buồn mà hát hay gớm thì chứ. Người ơi, nếu trong cuộc đời hiu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em, đừng để ngã xuống hoa chơi vơi.
cho ta gặp nhau từ đây. Mình chỉ như đôi cũng sẽ như thế. Không có anh, anh sao có anh? Anh sao ngày không đến bên em? Nhi, Nhi lẽ ra em nên là thí sinh chơi chương trình này mà ở cái mảng hát dở đó Nhi. Trời ơi, Nhi, hồi nãy em solo một cái câu mà nó hợp với em ấy sợ. Đoạn đường em đi sao vắng tay. Đoạn đường em đi rồi nó bắt anh luôn. Nhi ơi, cái tính giải trí em cao lắm. Giọng hát của em là giọng hát tích cực. Tích cực. Tại vì nếu như một người nào đó nhìn vô một cái mặt người nào đó chỉ nói ừ, bạn này hát dở lắm, đó là năng lượng tiêu cực. Còn thiếu nhìn như em, tao nói y nhỏ này hát vui nè. Vui là năng lượng tích cực đúng không? Đó. Ừ. Em không những em vui, em còn dạng nữa đó. Em hát như vậy mà cực kỳ em, người hát chung với Nhi thì không nào. Muốn xỉu. Đi về. Cảm ơn em nha. Cưng quá. Em tên là Nguyễn Ngọc Cẩm Nhung và hiện tại em đang là sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Trời ơi, cái gì vậy bà nội? Trời, tôi nghe bác là sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh trường của tôi xong tôi muốn xỉu à. Còn sao anh, chị Trang còn tốt nghiệp được mà. Trang ơi Trang, em thấy em là một cái hình mẫu cho thế hệ trẻ đó như thế nào chứ Trang? Ủa em, nhưng mà tại vì chị hồi xưa chị học thanh nhạc đó thì chị cũng điểm cao là chị nói thật. Tại vì chị hát, chị làm bộ hát dở cho mọi người cười thôi, thật sự chị hát rất hay. Chết không? Trời đất ơi. Trang, nè. Sao nhìn tôi. Nếu Trang thực sự hát hay thì Trang đã không phải là một mẫu hình để mọi người bêu rếu như những bữa nay. Đúng không? Tin tôi, ok. Không phải Thành, đôi khi quay về Thành... cái công việc bán bò và bán lẩu. Tin tôi, ok. Thành ngồi xuống. Bạn bè nhưng mà Thành không hiểu được okay. Mình. Ok, Trang ngồi xuống, Trang. Rất buồn. À, không phải riêng Thành mà là cả nước đều không hiểu được em á Trang. Thôi. Cái giọng em là một cái giọng trời phú rất là tốt. Giọng mình giọng gì Thành? Hả? Giọng Trang là giọng vô mặt á. Giọng vô mặt. Mọi người kỳ thị em, ok, I'm fine. Đừng có nói là mọi người kỳ thị bạn thì nghe nó rất là tội cho mọi người đang cách ly dần bạn. Ok, tôi vẫn khỏe.